xài thấy cảm thấy một cái đánh giá chung thì về cái máy này cảm thấy nó thế nào? Trải nghiệm xài ok, có vẻ như là cái độ định vị nó chính xác, nó khá tốt. Xác rồi đấy. Thế là mấy cái máy kia là mình thôi luôn, không dùng cái máy kia nữa À, thì cũng để đã xài trường hợp mà cần kiểu sóng, kiểu cần secure. sự Không biết ai mua lại thì mình bảo luôn, còn máy còn mới lắm. Máy máy còn còn mới lắm đó, đang phải à. đổi sang đây á À. thì đó. Nhưng mà như máy của Motorola thì dùng nó, thật ra là cái dùng nó đơn giản hơn đấy, thì cũng như là bác dùng thì bác thấy À là đúng đúng, thì thực tế là nó đơn giản ngành nghiêng đấy, một hai ba xong, một hai ba xong. Mà cái mà Phương nghĩ nó quan trọng nhất là cái độ chính xác của cái định vị tích hợp, thì như vậy là nó sẽ giảm thời gian thao tác đo chiều dài đáng kể. Ví dụ như mình, nếu như thường thường mình đi đi nội nha cả khó, mình chụp con dim city mình đã biết cái chiều dài rồi, thêm cái máy này nữa thì cái thời gian điều trị nó giảm đáng kể, giảm chắc 50-60% là ít. Nhưng mà ra là giới thiệu về cái máy này, đó là mình sẽ là làm hoàn toàn bằng máy chứ mình không có làm bằng tay nữa, thì không biết bác Phú khi Đúng nào đúng, tức là biết quảng cáo như vậy về và xài như vậy luôn, và những cái răng mà cảm thấy nó thông thường á là coi như là 100% bằng máy luôn. trong máy À, luôn là nói chung là làm sướng. sướng Ông thực sự là con máy này nó đáng giá, đáng đủ tiền đáng giá, bác ạ. vì cái độ chính xác của cái định vị á nó quan trọng. Tại vì máy, nhiều máy nó tích hợp định vị nhưng mà nó không chính xác, Thì là nó làm cho thì thành ra mình mình vẫn phải thao tác nhiều. không được ổn lắm Thì Phú đánh giá cao con này về về độ chính xác cái định độ chính vị. xác của nó. Nên là nếu như mà bác Phú dùng cái này thì trong mấy cái đó thì bác cảm thấy ấn tượng nhất và cái thích nhất là trong cái phần nào, nó giúp mình được nhiều nhất, mà trước đây mình làm mình thấy ngại và bây giờ Nói thiệt là có thích nhiều, nó thích nhiều. Tại thứ nhất là con máy nó nhẹ, nó chính xác và nó đơn giản. À, thực tế là con máy này nó có nhiều cái để thích, nó cảm thấy nó thoải mái. À, cảm thấy nhẹ, thao tác nó dễ hơn, nó nhẹ. nhẹ hơn Đấy là góc độ của mình chia sẻ á, thì về 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 công tác chuyên môn á, thì những cái máy này nó giải phóng sức lao động cho bác sĩ là một, thứ hai nó tăng cái chất lượng điều trị cho bệnh nhân, thì là hai cái đó nó rất là quan trọng. Thì cái số tiền đầu tư đó thì đến thời điểm này thì mình nghĩ là nó, góc độ của mình là mình thấy hợp lý. À, chứ sự thì cái này, máy này đúng là nó đem lại giá trị. mà tò mò xíu là bác cảm thấy cái feeling của khách hàng về cái máy thì có thể hỏi Nó có cái là bệnh nhân ít đau hơn đó nha. Vì cái góc độ em nói là nếu như bệnh nó cái định vị chót nó chính xác thì nó sẽ giảm thiểu chuyện đau. Thì thường thường là mấy nay làm thì không không biết bệnh nhân feedback đâu, em cái đó quan trọng. thấy ngon đúng không? Nên là cái feeling tốt nhất là khách hàng của mình mà thấy feeling tốt là ổn nhất. Thì rõ ràng là anh tại anh cũng biết nhiều, anh đều có xin việc chuyên môn, mà để tùy thường họ trên thị trường họ làm lâu, nhất là lâu, thứ hai nhiều lần hẹn, bệnh nhân họ quen với cái chuyện đó rồi, họ cứ nghĩ là chịu tụy là phải lâu, là phải nhiều lần hẹn, đang lo không biết làm nhanh quá mà thu nhiều tiền, bệnh nhân họ đang nghĩ gì, họ nói ông này ông dũng làm cái gì nhanh. Thì có những khách hàng á, Phú làm bằng 6 mà làm, Phú làm rất là nhanh, khi 20-30 phút trong toàn bộ cái có thao tác luôn, chưa được 30 phút bệnh nhân họ đã từng làm và đang giống như vậy. Họ làm 4-5 lần hẹn, bác sĩ làm lần nghỉ hai hoặc 40-50 phút vậy đó, Thế là họ hỏi họ thấy lăn tăn là vì rồi sao, họ là sẽ lăn mình tăn. đang Thì đề thành ra nghị là những cái đó mình phải giải thích rất là rõ cho khách, chụp phim giải thích là kết quả điều trị như nào và cái mục tiêu mình đang làm là cái gì, và cái quan trọng là về nhà anh có đau hay không. điều quan trọng nhất là kết quả thôi mà. Nghĩ là nó đúng, là nếu như mà nó cái định vị nó chính xác và cái thao tác nó đơn giản như vậy á, thì chắc chắn nó sẽ giảm thời gian. Bởi vì cái thao tác thông thường là nó mất thời gian là thao tác phụ mà, chứ nó không phải là thao tác làm chính, và con máy này nó giải quyết hết cái thao tác phụ đó. À, Thì đó, thì góc nó độ rút chuyên ngắn thời gian lại. môn, lay hoay mà chụp phim mà đút châm ra rồi rớt châm vô rồi chụp phim nhiều khi không được chụp lại, thì những cái đó nó chiếm 50% dung lượng thời gian rồi. Nó làm mất quá nhiều thời gian Mình là có con này xài bỏ hết cái bước đó luôn, nhưng mà vấn đề mình bỏ nhưng mà nó không phải là nó bị thiếu sót. tại vì nó chỉ là rút ngắn lại chứ nó không Đúng rồi. bỏ bớt đi cái bước nào. Về sẽ về mặt trung bình Robot đó, cao trung cấp bình nữa. là cái con này nó giúp bác sĩ giải phóng sức lao động. Ok Nói vậy là feedback ok tốt, còn là nó có chế gì ok đâu.